Mình biết là chúng ta đã từng gặp rất nhiều giả thuyết về One Piece, thậm chí là vị trí của One Piece hay One Piece là một thứ gì đó đã được người xem dự đoán và đưa ra những giả thuyết vô cùng thuyết phục cho nó. Tuy nhiên, dạo gần đây trên các trang mạng xã hội luôn rầm rộ lên thông tin về One Piece đã được tổng hợp từ các giả thuyết gia cực kỳ uy tín trên thế giới đấy nhé. Và nếu như giả thuyết này là thật, thì One Piece đúng thật là một kho báu mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn có được đấy. Và chào mừng các bạn đến với Thoát Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giả thuyết tối thượng về kho báu One Piece. One Piece có thể là ác quỷ chăng? Có một giả thuyết về One Piece rất được mọi người tin tưởng và tin rằng nó thực sự tồn tại. Đó chính là việc Joy Boy đã để lại một trái quỷ đặc biệt nào đó trong hòm kho báu của ông và ông gọi nó là One Piece. Và chỉ có những người đặc biệt có đủ điều kiện thì mới có thể đến được đây và mở kho báu ra và cắn một miếng để trở thành người nắm giữ sức mạnh tối thượng nhất của trái quỷ trong tay. Nghe khá lưỡng tượng đúng không? Nhưng mà giả thuyết này chỉ kết thúc ở đó và không còn bất kỳ thông tin nào về nó nữa. Nhưng điều đáng nói ở đây là từ giả thuyết này chúng ta có thể tạo ra thêm những thứ thú vị về nó. Và nếu như giả thuyết này đúng với những gì mà Oda đang muốn hướng tới cho người xem thì chắc chắn rằng One Piece sẽ là một câu chuyện rất bùng nổ và thú vị đấy. Đầu tiên là về kho báu One Piece là một trái quỷ tối thượng. Mặc dù là chủ nhân của giả thuyết này đã dừng lại ở việc nó là gì, chứ chưa nói đến sức mạnh của nó có thể ra làm sao. Và ngay cả việc người nắm giữ sức mạnh tối thượng nhất của trái quỷ trong tay, điều đó có nghĩa là gì và nó sẽ mang lại gì cho người sử dụng. Mình nghĩ rằng ý mà chủ nhân của giả thuyết này muốn nói tới chính là sức mạnh có thể sử dụng để điều khiển và sử dụng quyền năng của những trái quỷ khác. Như Jedica chẳng hạn, One Piece chính là sức mạnh của một trái quỷ. Khi mà ăn sức mạnh đó vào thì người ta hoàn toàn có thể sao chép được sức mạnh của những trái quỷ khác mà không cần phải chạm vào họ, giống như trái Yami. Hay nói đúng hơn là khi người sử dụng ăn nó thì họ muốn cái gì là họ sẽ được thứ đó. Có thể thấy hướng đi của bộ truyện từ trước tới giờ, ước mơ và sự tự do chính là những khái niệm được nhắc đến nhiều nhất trong One Piece. Thậm chí là chúng ta còn có thể xem rằng đây chính là biểu tượng ý nghĩa của bộ truyện này. Lấy ví dụ như trái Nika được sinh ra bởi khát vọng tự do của con người. Và vì vậy nên thần mặt trời mới được gói gọn lại trong một trái quỷ và Luffy đã ăn nó. Và vì thế nên, sức mạnh của trái quỷ tối thượng mà Joy Boy đã để lại trong hòm kho báu chính là sức mạnh có thể biến bất kỳ ước mơ nào trở thành sự thật, đem lại mọi năng lực mà người ăn nó khao khát, chứ không phải là một sức mạnh riêng biệt gì cả. Và vì thế nên, một năng lực đáng chú ý như vậy được lấy làm kho báu vĩ đại nhất thế giới thì cũng không có gì lạ đâu đúng không? Ngoài ra thì để cho hấp dẫn hơn thì mình nghĩ rằng trái quỷ này sẽ hoàn toàn loại bỏ những điểm yếu của các trái quỷ như việc sợ nước hay đăng xuất khi ăn thêm một trái quỷ nữa. Vậy nên, một khi đã sở hữu được sức mạnh này trong tay thì người ta vẫn sẽ có thể chiến đấu được dưới biển, vẫn có thể bơi và quan trọng hơn hết là họ hoàn toàn có thể ăn nó nếu như cơ thể đã có sẵn sức mạnh của một trái quỷ bên trong rồi. Bởi lẽ, với năng lực của trái quỷ tối thượng này thì người ta sẽ không gặp vấn đề gì nếu ăn thêm nó khi đang sẵn có sức mạnh trong người cả. Và cứ xem như là khi đã nhai và nuốt sức mạnh này thì sức mạnh cũ của người đó cũng sẽ biến mất và họ sẽ được thay thế bằng sức mạnh mới luôn cho dễ hình dung nhé. Có thể là nghe nó hơi lạ một tí, vì suy cho cùng thì đây cũng chỉ là giả thuyết. Nhưng chắc là các bạn đang tự hỏi, vì sao mà người đề ra giả thuyết này lại nghĩ rằng kho báu One Piece là một trái quỷ đúng không? Thật ra thì mình cũng chưa có câu trả lời chính xác là vì sao, nhưng có một giả thuyết về quá khứ của chính phủ đã nói rằng trái ác quỷ có nguồn gốc từ vương quốc cổ đại trước kia và họ là người đang nắm giữ trong tay sức mạnh của trái quỷ tối thượng đó. Tuy nhiên, sau khi yêu cầu giao nộp trái ác quỷ đó của những vương quốc khác đã bị từ chối, thì liên minh 20 quốc gia của chính phủ đã được thành lập để đối đầu với vương quốc cổ đại này. Bởi lẽ họ sợ rằng với năng lực tối thượng mà trái quỷ có thể mang lại thì họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại được vương quốc cổ đại kia và họ sẽ dùng thứ sức mạnh tối thượng đó để đi chinh phạt thế giới, hợp nhất cả 6 vùng đại dương thành một đế quốc duy nhất. Tuy nhiên, sự thật lại không chỉ có vậy, vì vương quốc cổ đại chỉ muốn tạo ra sức mạnh tối thượng để phát triển đời sống con người mà thôi. Và vì thế nên, để đối phó với những kẻ xâm lược từ bên ngoài đang thèm khát sức mạnh này, họ đã che giấu và bỏ nó vào một nơi nào đó được khóa lại cẩn thận tại một hòn đảo mà sau này được đặt tên là Lapsel. Vị trí của hòn đảo được ẩn giấu bên trong những dòng ký tự của các khối Punelips và được rải đều khắp trên thế giới. Kèm theo đó là những lời chỉ dẫn đến những vũ khí cổ đại nguy hiểm khác cũng được ẩn giấu bên trong những dòng ký tự này. Bởi vì vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao chính phủ lại cấm người ta tìm hiểu về thế kỷ trống và giải mã các khối Punelips. Bởi lẽ họ sợ rằng một khi người ta có thể giải mã được toàn bộ các khối Punelips, họ sẽ có được sức mạnh của các vũ khí cổ đại và quan trọng hơn hết là kho báu One Piece. Nên chính phủ thế giới đã hoàn toàn ngăn không cho điều đó xảy ra, dẫn tới việc những ông lớn này đã ban hành lệnh cấm như hiện tại rồi đấy. Để rồi bất kỳ ai trên thế giới giải mã những ký tự Punelips hay tìm hiểu về thế kỷ trống đều sẽ bị xem là kẻ thù tối cao của chính phủ và rồi sẽ bị diệt trừ để phòng những trường hợp không hay xảy ra đến với họ sau này.
Mặc dù tất cả những gì trong câu chuyện trên chỉ là giả thuyết, nhưng nếu đúng là thật vậy, thì có thể thấy rằng bất kỳ ai có thể sở hữu One Piece cũng đều có thể khiến cho bản thân họ đạt được mục tiêu tối thượng của mình. Và vì lý do đó, Luffy là một người luôn mồm kêu rằng mình muốn trở thành vua hải tặc. Mặc dù hiện tại, Luffy đã có trái Nika trong người rồi, nhưng nếu như kho báu One Piece thực sự là trái ác quỷ tối thượng mà mình đã nói ở trên, thì chính phủ hoàn toàn có thể biết về đời cất giữ kho báu One Piece, nhưng họ đã không thể làm được gì nó. Bởi lẽ, chính phủ đã không có chìa khóa để có thể mở được, hoặc đúng hơn là họ không thể mở nó vì không biết cách. Và để có thể lý giải cho việc này, người ta đã nói rằng trái Nika chính là chìa khóa để có thể mở được kho báu One Piece, và vì vậy nên bấy lâu nay, chính phủ luôn luôn săn lùng thứ sức mạnh này để có thể đến được kho báu One Piece huyền thoại. Và như chúng ta đều đã biết, thì chính phủ thế giới đã hoàn toàn thất bại trong việc đó. Bởi lẽ từ trước tới nay, cứ mỗi lần mà họ sắp chạm vào được trái Nika, thì một lần nữa nó lại tuột đi ngay trước mắt mấy ổng như một trò đùa. Và vì thế cho nên, mặc dù bản thân chính phủ thế giới luôn biết One Piece nằm ở đâu, nhưng họ chưa bao giờ có thể mở được nó cả. Mình biết là các bạn nghe thì có hơi xạo lìn ở đây, bởi lẽ trong khoảng thời gian 800 năm qua, thì ngoài Roger ra, chưa từng có bất kỳ ai đặt chân lên hòn đảo này và gọi nó là Laptel cả. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận lại những tình tiết quan trọng trong truyện, thì chúng ta có thể thấy rằng chính phủ thế giới là tổ chức quyền lực nhất thế giới, và bên dưới họ là hải quân, là tổ chức được xem là hùng mạnh nhất One Piece, với các phát minh cực kỳ thuận tiện trong việc di chuyển trên biển mà Vegapunk đã tạo ra cho họ. Thêm nữa là họ là những người hiểu rõ nhất những gì đã xảy ra trong thế kỷ chống vào 800 năm trước, và vì thế nên kho báu One Piece là của ai, thuộc về ai, được cất giữ ở đâu, chắc chắn là 800 năm qua những cái này đều có thể đã tìm ra được nó. Thêm nữa, trong tổ chức hải quân trực thuộc chính phủ có không ít những cái tên hùng mạnh và đặc biệt, thậm chí là Sakazuki từng được tác giả bảo rằng ổng có thể sẽ tìm được One Piece chỉ trong một năm ra khơi vì khả năng và sức mạnh của mình. Và nếu như có thêm những phát minh đặc biệt của Vegapunk giúp đỡ nữa, thì chắc chắn là việc tìm kiếm kho báu One Piece đối với chính phủ sẽ dễ dàng và lợi thế hơn rất nhiều so với các hải tặc khác. Bởi lẽ, đơn giản là họ đều có mặt khắp ở mọi nơi, và việc di chuyển cũng rất dễ dàng nữa. Vậy nên có thể thấy rằng, giả thuyết về chuyện chính phủ biết vị trí thực sự của One Piece là hoàn toàn hợp lý rồi đúng không? Nhưng như mình đã nói từ đầu, thì cho dù mấy ổng có biết kho báu đang được cất giữ ở chỗ nào, thì cũng chẳng thể lấy nó ra được, bởi vì họ đã thiếu mất chìa khóa quan trọng để mở nó ra. Và theo như giả thuyết từ nãy giờ, thì chìa khóa đó khả năng cao là sức mạnh của Nika đấy. Chắc là các bạn cũng thắc mắc rằng vì sao chính phủ biết Nika là chìa khóa để mở ra kho báu One Piece, nhưng sau khi biết Luffy sở hữu năng lực này thì họ hoàn toàn không có động tĩnh nào trong việc ra sức bắt giữ cậu. Thành thực mà nói thì chính phủ thế giới đã có những động thái vô cùng rõ ràng về việc bắt giữ Luffy, và thậm chí là họ còn rất nghiêm túc trong việc truy bắt cậu nữa. Dễ thấy nhất chính là việc Luffy hầu như chưa từng gây ra những kế hoạch diệt chủng hay phá hoại nào cho người khác. Trong chuyến hành trình của mình, mặc dù tự xưng là hải tặc, nhưng hầu hết những lần Luffy dừng chân là cậu sẽ giúp đỡ một ai đó, thậm chí là cả một vương quốc. Nhưng thay vì xem Luffy là một anh hùng giải phóng và dọn dẹp những kẻ tai to mặt lớn mà chính phủ không thể giải quyết, thì họ lại xem cậu như là một mối họa, và rồi dẫn tới việc mọi hải quân luôn tìm cách để bắt giữ Luffy. Tất nhiên đó chỉ là khoảng thời gian đầu khi Luffy vừa ra khơi, chứ dần dần về sau này thì việc Luffy gây hại và đe dọa cho chính phủ ra sao thì chắc ai cũng biết. Và khoảng thời gian này cứ như thể là cậu đã tạo điều kiện đủ để chính phủ có thể bắt cậu một cách chính đáng và công khai, chứ không vô lý như lúc trước nữa. Và tất nhiên, việc chính phủ thế giới luôn tìm cách bắt giữ Luffy là điều dễ hiểu, bởi cậu đang nắm trong tay thứ sức mạnh rất quan trọng, tới mức mà bản thân Luffy cũng không thực sự biết rằng nó là gì. Và phải công nhận rằng, chính phủ thế giới rất giỏi trong việc che giấu đi tên gọi thật của sức mạnh đó, và khiến cho cái tên Nika dần dần bị xóa bỏ khỏi thế giới, chỉ loại trừ một vài người đặc biệt có thể mạo hiểm tính mạng để tìm hiểu lịch sử là biết về nó mà thôi. Và vì như vậy nên mình nghĩ rằng chính phủ thế giới từ lâu nay đã thấy rằng họ cần phải bài trừ Luffy, bởi lẽ một khi cậu đã đạt được trạng thái Nika rồi, thì việc Luffy sẽ trở thành người sở hữu kho báu One Piece huyền thoại là điều không thể. Có một điều rất thú vị về kho báu One Piece mà chắc các bạn luôn thắc mắc về nó, đó là vì sao mà người ta lại gọi kho báu này là One Piece mà không phải là một cái tên nào khác rồi đúng không? Nếu liên hệ giả thuyết này với giả thuyết trái ác quỷ tối thượng kia thì nó sẽ mang lại một ý nghĩa vô cùng lớn. Khi trái ác quỷ là một tạo vật mà chỉ cần cắn một miếng duy nhất là người ta sẽ sở hữu cho mình những sức mạnh siêu cấp đáng sợ, vượt trội hơn bất kỳ người thường nào, để đổi lấy việc không thể bơi và tiếp xúc với nước biển. Và điều đó đã hoàn toàn giải thích cho việc vì sao mà nó lại mang tên là One Piece, khi mà bất kỳ ai đến được hòn đảo cuối cùng của thế giới này chỉ cần cắn một miếng thật vừa miệng từ nó là họ có thể trở thành người mạnh nhất thế giới, người quyền lực nhất thế giới, hay bất kỳ thứ gì
gì mà họ muốn. Bởi lẽ như mình đã nói, thì sức mạnh của trái quỷ này là một loại sức mạnh tối thượng, mang lại cho người ăn quyền năng của một kẻ tối cao. Bất kỳ điều ước nào họ muốn thì trái quỷ này cũng đều có thể mang lại cho họ, dù cho người đó đã sẵn có trái quỷ bên trong người hay là chưa. Để rồi sau khi ăn xong, giấc mơ của họ sẽ trở thành hiện thực, và thậm chí là kẻ đó cũng không cần phải sợ nước biển nữa. Nhưng tất nhiên là người đến được đây cần phải có chìa khóa để mở ra kho báu huyền thoại này. Trước đây có lẽ là vì Roger không hề biết đến sự tồn tại của trái Nika, thế cho nên mặc dù đã đến được đây nhưng ông lại chẳng thể lấy nó và tiếp tục để đó. Và rồi Roger đã cười. Bởi lẽ, ông đã dành cả cuộc đời mình để đến với một thứ mà ông không có được. Và cũng vì vậy nên sau khi Roger kể lại cho Sang nghe về thứ mà ông đã gặp được tại Laptel, Sang đã khóc, thương cho thuyền trưởng của mình. Để rồi sau này, anh đã tự mình thành lập một bàn hải tặc và đi kiếm chìa khóa để đạt đến kho báu One Piece mà thuyền trưởng của mình đã theo đuổi bấy lâu nay. Và đây có thể là một trong những giả thuyết khá thuyết phục. Bởi lẽ, khi bạn đạt được thứ gì đó, bạn thường sẽ khoe nó cho tất cả mọi người thấy được thành quả của mình, chứ không để lại ở một chỗ và khiến cho cả thế giới đổ ra biển để tiếp tục tìm nó như Roger đâu.